xem cầu thủ cố tình đốt lưới nhà tạo nên pha dàn xếp cực kỳ lộ liễu. Trận đấu diễn ra ngày 5 tháng 9, Sun America đang dẫn trước 2-1 và chỉ còn 1 phút nữa là thời gian thi đấu chính thức sẽ kết thúc. Khi đó, thủ môn Atletico Am chuyền bóng cho một cầu thủ đội nhà. Cầu thủ này chuyền ngược về cho tiền vệ Julio Campos. Lúc này, Julio Campos Atletico Am đã gây choáng cho tất cả mọi người khi quay đầu tung cú sút thẳng vào lưới nhà giúp cho đối thủ Sun America có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Pha đốt đền kỳ lạ này đã nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Liên đoàn bóng đá Brazil cũng mở cuộc điều tra xem tại sao Julio Campos lại có hành động đốt đền lộ liễu như vậy. Câu lạc bộ Atletico Am đã có văn bản tuyên bố về vụ việc này như sau: "Chúng tôi ủng hộ lối chơi công bằng và có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những thái độ phi thể thao. Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra nội bộ để vạch trần sự thật. Những người liên quan sẽ bị xử lý thích đáng."